thế. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã đến với cái cuộc thi vòng thứ 5 của AC Thành Sao. Và mình là Quang Bảo. Và đây là Hoàng Oanh. Hoàng Oanh, em nói gì với khán giả đi. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình AC Thành Sao. Hiện tại thì Quang Bảo và Hoàng Anh đang có thể nghĩ cái em làm gái. Chị thích là tập trung vào chuyên môn em ơi. Mình đang dẫn chương trình mà. Tại vì hiện tại là Long và anh Cương đang đi chơi chị Tuyết. Để trả mấy món đồ chị Tuyết gửi đi thay đồ để chạy rehearsal. Đúng rồi. Mà chưa tìm thấy chị Tuyết. Không thấy chị Tuyết được. Rồi chúng ta đi tìm chị Tuyết nào. Tuyết nào? Tuyết đâu? Tuyết à, bà Tuyết ơi. Tại vì hiện tại đó, ta thấy trong toilet của ca sĩ, của huấn luyện viên sáng đèn. Nhưng mà thì không biết phải có tiếp chị Tuyết trong Tuyết à. Vâng, mình đang đeo một chiếc chiếc giỏ túi sách Chanel hiệu hiệu Kim Biên. Mình nghĩ là cái này bản giới hạn chỉ khoảng 100.000 chiếc bán độc đáo, bán giới hạn ở thị trường Kim Biên thôi. Các bạn chỉ có thể mua ở Kim Biên, không thể nào mua ở chỗ khác được. Bởi vì đây là bản giới hạn mà các bạn biết đấy, bản giới hạn. Yeah, you see? Yes. Còn đây thì thôi không biết, tư trang cá nhân. Anh ơi, ở đây không quay phim chụp hình anh ơi. Xin anh đi chỗ khác. Và kính thưa họ hàng bên. Con ra ngoài cái ghế lấy anh chị ly nước trà đá. Đừng cãi. Em làm gái. Mấy con nha. Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Anh Sẽ Thành Sao. Các bạn ơi, trong vòng quay của Nga với Long đã vượt qua vòng biến biến với bài hát Nếu Mà Sao Ngày Mai của nhạc sĩ Hoài An. Và Nga hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ tiếp tục xem những phần trình diễn của giọng ca phong ca Bắc Nam Ánh Nga Thành Long trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao nha. Đầm và váy của chương trình con ngã mặt hết rồi đó. Dạ. Không chờ cho mày rồi. Một bài mặc 8 cái đầm. Một bài em kẹp luôn. 2 cỡ 3 cái đầm thì 2 bài cỡ 6 bộ đó anh. Quá rồi. Dạ. Cứ bộ này anh xé bộ mặt lần nữa bạn. Đây là tốt. Thế sao kìa là tốt tiền của chương trình nhất. Dạ. Chương trình nào tôi tiền tỷ cho em. Em, đây là cái link của chị biết phải không? Em cầm vô. Chị nãy chị đưa cho em cầm. Em chào cái chị kia chị mà. Đi của chị biết hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Có cái viết gì không biết lên giùm chị là cho của chị đó. Em mấy bộ rồi? Em mấy bộ rồi? Không phải, ai mặc chật. Ai mẹ bự chi? Chật của mày đâu thôi. Bự chi? Bự thì tao thấy rồi, chấp nhận thôi. Ủa đâu rồi? Anh ơi, ở đây vẫn không cho quay phim anh ạ. Vâng, anh xin lỗi anh. Xin lỗi. Đây, thật em là cậu mẹ của ca sĩ Minh Tuyết. Chị đang làm việc á, nên chị không muốn là mọi người có quay phim bên đây á. Hàng bên nội, hàng bên ngoại và tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng, hội phụ nữ, hội phụ lão đã không quản ngại đường xá xa xôi đến phim trường cấp một, đến phim trường Zoom Media của chúng tôi. Anh ơi đẹp lắm tí muối nha. Quang Bảo và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ hai. Mình diễn là ba người nổi tiếng. Ok. Ai sẽ thành sao mùa thứ hai? Ok. Quang Bảo và Hoàng Anh. Xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ hai. Hoàng Anh rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong vòng giao đấu và chắc chắn là hôm nay sẽ có rất nhiều màn trình diễn rất ấn tượng với Quang Bảo. Và đến với lại cái vòng giao cổ này. Vòng giao đấu này thì. Ok. Sang lên. Đến với cái vòng giao đấu này thì tất cả các thí sinh của các đội sẽ giao đấu với nhau sẽ giao đấu với nhau trong một cái phần thi rất là cam go và quyết liệt. Chính xác. Và tiết mục đầu tiên là sẽ thí sinh Xuân Cương và Thanh Nga. Cứ như vậy cho mình sờ tay. Anh Nga là mình tới là mình tưởng nhung nha mà không nhớ tên những làm gì biết đi sao vậy.